Bữa nay có cây xứ hạt này cả nhà. Cây này có thể nói là siêu vip luôn á, cực kỳ phê luôn. Màu sắc thì nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó rất là thu hút, nhìn nó cực kỳ đẹp luôn á. Nhìn nó cái vẻ đẹp của nó rất là tự nhiên, rất là mê luôn. Lớp trong này nó gan gan đỏ nâu, cái họng màu nâu luôn, nâu tím. Chùm nậu thấy đứng thẳng băng, xoay qua nhỏ mini, bông đứng. Nói chung cây này là rất là hài hòa luôn, bông đứng cuốn ngắn, nậu nhiều. Cây này thôi bao đẹp luôn, một cây cực kỳ vip. Ngắm hoài không chán cây này nữa. Đã. Nậu thẳng băng luôn. Mini chưa tới gang tay nữa, bông thì thôi bao đẹp, bao phê, bao xinh. Nhìn cái hoa sứ thấy phê không cả nhà, nhìn là thấy là chịu liền, màu cực kỳ đẹp luôn. Hai lớp gân, cái này nó màu vàng cam, vàng đồng, rồi nó hồng hồng lung tung hết. Mà điểm nhấn quan trọng nhất là nó gân gân á,
chạy gân cực kỳ đẹp luôn. Bên đây là nó màu trắng 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 kem, còn bên đây là nó màu nâu tím. À, hai lớp cây phân tàn ba nhánh. Cây sứ hạt nè cả nhà, cây sứ hạt cái bông của nó màu trắng xanh nha, màu cực kỳ phê luôn á. Bông của nó y như là bông giả mà là bông sáp á, nhìn phê thấy sợ không. Nói chung màu trắng thì màu trắng ba lớp thì nó rất là nhiều luôn nha. Nếu như màu trắng ba lớp thì nó rất là nhiều rồi, cây sứ hạt màu trắng ba lớp, nhưng mà cây này nó phối màu nhìn rất là đẹp luôn. Không phải cây của mình là mình nó khen nó đẹp, nhưng mà thí dụ quý cô bác mình có nếu như đã biết rành về những cái giống sứ hạt qua màu trắng thì mình có thể tự đánh giá cái cây này nó thiệt rất là ok luôn. Nó màu trắng nhưng mà nó phối màu đẹp lắm, trắng xanh mà nó phối cái mặt bông của nó nhìn rất là phê luôn. Cây này là có hương thơm nữa, quá tuyệt vời luôn. Cái này ưu điểm rất là nhiều ưu điểm nha, hương thơm rất là đậm luôn. Mới nở có một bông thôi, chứ nở mà hai ba bông, ba bốn bông hay là một cây ở đây là nó thơm phức luôn, bông đứng cuốn ngắn luôn đó. Mình rất là đã luôn, cực kỳ đã luôn. Cây này chắc cũng cao khoảng hơn gang tay chứ, cực kỳ phê luôn. Phê lắm nha. Bông đứng thẳng băng này đã cổ bị bự. À, cái này thêm một cây hạt bếp nữa cả nhà, ba lớp đã không, mới nở một lớp còn hai lớp trong chưa bung này. Hai lớp trong là màu vàng, còn có cái lớp ngoài nó lem gạch nâu. Thank you.